Rồi, hello anh em nha. Đây hôm nay là 11 giờ đêm nè. Mình đi lấy với 800 siêu cộp về cho anh em nè. Mấy anh em hỏi nhiều quá. Thì bây giờ mình mới săn được nè, 2 tháng trời mới săn được nè. Siêu đẹp luôn. Bây giờ trong đêm nè, mình quay cho anh em xem luôn nha. Rồi nha, bây giờ mình phải quay lật camera lại cho anh em, cho anh em coi thấy mặt mình đâu thấy xe. Đây anh em, đây là con Z800 nè, rất là đẹp luôn. Điều đầu tiên cho anh em coi ha, thì đây order chủ này, order 14.000, đúng 14.000 luôn nè, đúng 14.000 luôn đó. Đúng 11 giờ mới lấy, đúng 11 giờ. Từ chỉnh đầu lại cho anh em coi, rất là đẹp luôn anh em. Đây đó, anh em thấy chưa, rất là keng luôn. Nói chung là xe để trong nhà chùm mền rất là keng, rất là đẹp đó. Bô dinh đầy đủ nha, bô dinh đầy đủ, ốp biển số dinh đầy đủ luôn. Có hỗ trợ rút gốc cho anh em luôn. Xe này gốc Sài Gòn nha, hiện tại đang đi biển số 69 đó, đẹp không. Cho anh em coi cổ bô nè. Nói chung ban ngày mình sẽ làm thêm một clip nữa, nói chung mình mới lấy về, nghe nói những anh em thích coi những cái clip tự nhiên đó, thấy chưa. Cho anh em coi cổ bô nè, trong đêm nè mà còn đẹp vậy đó, ban ngày nó còn đẹp hơn nữa. Quan trọng là cái giá rất là rẻ anh em. Đó, đó. Quan trọng là cái giá rất là rẻ, chỉ có 169 triệu thôi, 169 triệu luôn á anh em. 169 triệu là sở hữu với 800 mà. Đó, đẹp không? Vỏ nè, giày cui luôn. Đúng order luôn, giày cui nè. Đó. Phải đổi đèn thêm cho anh em. Đó. Em thấy chưa, quá đẹp luôn, đồ chơi quá trời. Carbon nè, nhúng carbon nè, thấy không em, nhúng carbon nè, để mình lấy nó này qua đó. Nhá hàng cho anh em thôi nha, anh em nào cọc trước thì xe sẽ của là anh em đó. Chống đổ nè đó, đổ trước đổ sau nè đó, đẹp không, lốc máy nè, quá đẹp luôn. Nói chung rất là đẹp, tuyệt vời. Cái này là dán carbon thôi, còn mấy chi tiết nhỏ dưới đây mới là nhúng carbon. Nhúng carbon. Thấy chưa? Nhúng carbon rất là đẹp. Nhúng carbon rất là đẹp. Đó. Này thấy chưa? Đó. Các chi tiết được nhúng carbon hết luôn. Đó, nhúng carbon luôn. Đó. Carbon. Rất là đẹp luôn. Má Z8 quá đẹp. Đó. Đẹp không? Mới lấy luôn anh em, quá đã. Đó. Trời ơi, tưởng xe tải tới hốt không? Quá đẹp. Con này không ABS nha, anh em muốn ABS thì gắn ABS vô, không ABS. Rất là đẹp luôn. Không xì dầu, xì rất là chất. 169 triệu có thể sở hữu không hơi lớn, 800cc. Quá đẹp. Đó, quay vòng cho anh em xem. Rồi thôi. Về nghỉ ngơi nha. Về nghỉ ngơi nha. Ở đây có chiếc 650 rồi. Rồi. Anh em ngắm đã chưa? Thì có hai chìa zin đầy đủ luôn. Đây. Hai chìa khóa zin đầy đủ luôn anh em. Kính zin còn nè. Bô zin đầy đủ nè, nói chung là chủ xe này là người ta mua về người ta trưng thôi anh em, trưng là chính. Ốp bình xăng đầy đủ nè, nhìn đi, bóng như ngọc trinh đó, bóng như Trần Đức Bòn. Mèo méo meo mèo meo luôn, liếm được luôn đó. Đó, thấy chưa nè, trời ơi, nhưng mà xe nó như nhau rồi, quá là tuyệt vời. Kawasaki Z, quá đẹp. 169 triệu anh em có thể sở hữu Kawasaki Z900. Rồi thôi, bây giờ mình về ngủ đi, lộn. Đêm quá nói liệu rồi, Kawasaki Z800. Rồi, thôi, anh em về ngủ nha. Bye bye anh em. Rồi. Anh em muốn mua xe thì cứ liên hệ số điện thoại mình 0916640653 hoặc là Zalo đó, kết bạn Zalo. Xe này không còn điểm đẹp nữa, sáng mai mình sẽ quay một cái clip đẹp về nó. Quá đẹp luôn, săn nó cực kỳ lâu luôn á, 2 tháng trời mới săn được. Thích
nhất là những cái chi tiết carbon của nó. Chi tiết carbon nó đi kiểu như là đi theo cái dàn sườn á, rất là đẹp luôn. Xăng thì tiêu hao nhiên liệu nó tầm 15-16 cây lít. Rồi, mai mình sẽ làm một cái clip review ban ngày cho anh em. Bây giờ mình chỉ khoe chiến tích là mình mới đi thu xe vào ban đêm thôi. Anh Hùng phát biểu vài câu về cái nón này anh Hùng à. Phát biểu à, vài câu về cái nón à. Cái nón này là nón của trong đoàn ca chạy lương. Nón của cháu mày. Kim Tiểu Long. Ủa mà nón này của ai vậy? Nón của ai? Bây giờ em tưởng nón của anh chứ. Lỡ ban đêm mình đứng kiếm thêm dây sự chú ý. Đúng không? Đứng kiếm thêm dây sự chú ý. Đẹp ha, đẹp ha. Ồ đẹp đẹp. Có ép đồ ép luôn á. Đẹp không anh em? Nón quá đẹp luôn. Nón đẹp ghê á. Cháu Kim Tiểu Long á. Ây da, chói quá. Đẹp mà, đẹp quá trời. Lỡ chạy mô tô hết tiền đổ xăng à, anh ơi. Cứu em. Đó đẹp, có người cứu liền. Công an phường nó cứu á.